Chào chú. Cơm mà chú. Dạ. Ăn cơm với gì vậy? Xin nước kho. Xin nước kho với sâu. Dạ. Sâu nó bán rồi. Sâu gì đó ha. Sâu nó mua nó cho nè. Dạ. Tụi nắng quá nắng nghèo hết người về người trưa chú. Dạ. Cái tay nó múc khó quá hả? À, khó. Múc ăn khó quá. Ăn khó khăn lắm luôn á. Em ăn lâu lắm. Dạ. Thôi, được rồi chị. Dạ. Đang ngồi quay. Chú cứ ăn đi. À, chú Quang ơi, hôm bữa con quay clip chú lên đó. Dạ. Dạ thì mấy nhà hảo tâm có gửi cho được chú ít tiền, được 3.070.000 con đem qua để cho chú có tiền trang trải vậy đó ha. Dạ chú có thêm một chút ít. Chú cứ ăn đi rồi con quay rồi con đưa cho chú. À, đây thì cụ thể là có cái mục gì ở Cà Mau tặng cho 500.000. À, em Như Ý ở Đà Lạt tặng cho 200.000. À, chị Uyên ở bên Mỹ á tặng cho 1.000.000. Chị Mỹ Linh và bé Raymond ở Seattle của Mỹ là tặng 1.170.000. Và bạn Thảo Ngân ở Bắc Ninh tặng 200.000. Tổng cộng được 3.070.000. Để con nghe điện thoại kia. À, tổng cộng là số tiền là được 3.070.000 này chú. Đây. Chú đang ăn. Con đưa cho chú. Cảm ơn anh. Dạ, chú cảm ơn mấy cái nhà hảo tâm đó, người ta cho mấy mình, anh mấy chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy anh mấy chị. Rồi, thế chú có cần kiểm tra lại không? Không được anh. Cần kiểm tra lại có đủ không? Được. 3.070.000 chú bỏ vô túi đi rồi ăn cơm, ăn tiếp tục ăn cơm nha. Con đang ghé vô nhà thấy chú đang ăn cơm. Dạ. Dạ. Cái bữa này bán được không chú? Dạ. À, quá ít người quá. Dạ. Bán còn mấy chục. Còn mấy chục tờ nữa. Dạ. Còn à, còn 90 tờ nữa. Còn 90 hả? Dạ dạ, ăn một chút rồi đi qua công viên cầu cho y bán buổi chiều. Dạ dạ. Chiều đi bán lại nữa hả chú? Dạ, bán cho con 90 tờ nữa. Dạ. Em còn nghĩ chút mọc ra mọc rơm mọc và mọc kia mọc rửa đi qua cầu chữ y đáng. Dạ. Rồi vậy thôi chú ăn đi nha. Dạ. Con gái con đưa tiền cho chú cái giờ thôi con đi á. Dạ cảm ơn anh. Rồi con chào chú. Chú đi con. Chào con. Chào chị Nguyệt. Dạ. Chị đeo khẩu trang thôi. Thảo ơi. Ra đây con. Chị chú Thảo đến chân. Sao mệt vậy chị? Mệt rất mệt, nó mệt. Con bừa anh lên quay nó được hai bừa đi chạy ra xíu. Dạ. Tẻ em, trời nó đau cái mông. Trời rét trong gối. Chào chú. Mệt khổ trang không? Chơi điện thoại gì vậy? Em mới mua cái điện thoại đó cho mới nó mua học. Cho dạ. Để thả học đó hả? À, hôm bữa anh cho tiền á. Dạ. Thì em mua. Mua mấy triệu chị? Gần 4 triệu, 3 triệu mấy á. 3 triệu, 8 hay 3 triệu mấy thôi. Rồi học được không? Mua học được không? Dạ, được học được ạ. Ừ. Chị mới chạy thân về hả? Dạ em mới chạy về. Chạy về thấy mệt kìa. Mệt lắm, đi đi. Mặc nhỏ nhỏ con trai. Không không. Đúng rồi, mẹ nhỏ, thì mẹ nó chuyện xíu rồi mà chút rồi chơi nhá. Ngồi xuống đi, mẹ nhỏ nhỏ vậy đi. Vậy khỏi đi mượn người ta nữa không? Dạ. Ừ, dạ thôi, được rồi. Cùng mấy cô chú coi được là hôm nói cái lúc mà đi mượn máy á, ủng hộ cho được ít tiền để mà có mua thì mua.
nhưng mà bữa anh cho em mua luôn. Dạ thôi may mắn chứ sao, tiền của chú Khá Khánh đó là thêm vào mua. Dạ à, thôi kệ mua rồi thì thôi, thì cái tiền mà cho đây thì mình để dành, em trả tiền chạy thật. À dạ, trả cho mấy cô điều dưỡng á. Còn nợ nhiều không? Em chưa biết đâu, 3 tháng mà cộng lên 3-4 tháng rồi, tháng này tháng thứ tư này. Dạ thôi kệ, mình thì mình trả cho người ta đi, người ta cho mình trong cái mùa dịch thì dạ, thì cũng may mắn lắm rồi, người ta làm phước cho mình thì bây giờ có thì mình trả cho người ta. Dạ lên cọc rồi phải trả luôn. Dạ vậy cũng được. Thả học buổi sáng hả con? Dạ học buổi sáng. Rồi tiêm vaccine chưa? Dạ rồi ạ. Tiêm rồi, có bị mệt không? Dạ có. Làm mệt chắc là phải hơn ngày ha. Dạ. Ừ. Kệ. Kêu đau ta đau tay, về là thứ em đau tay. Tiêm cho yên tâm rồi mới đi học. Dạ. Chị là chạy thứ hai, thứ tư, thứ sáu hả? Dạ, em chạy 2, 4, 6. Dạ. Chạy về là phải bị cái tay gì đó hả chị? Không, bị cái này là nó chạy ra máu. Nó ra nhiều lắm. Bị đến tối mới tháo được. Dạ. Dạ. Vừa chạy về tới luôn á hả? Dạ, em mới về xong em mệt, lúc nói lên nằm tí. Dạ, là em vô ấy là chị vừa chạy về. Cái đấy mà nhỏ nhỏ, cứ thả nó tiền cái rồi giá. Chú la đó, mình to lên không? Nha không, chú lấy máy về luôn á. Đó. Máy của hôm cho rồi, là giờ nghe lời là chú lấy về lại á. Dạ. Nha. Ngồi đàng hoàng có. Ngồi lại đi. Ngồi thẳng lên. À, chị Nguyệt ơi, hôm bữa lúc mà sau dịch á, dạ, em Thảo có ghé thăm mấy mẹ con, mấy mẹ con chị Nguyệt thì cũng chia sẻ cái đoạn video của mấy mẹ con lên thì cũng được các cái nhà hảo tâm người ta coi lại á, người ta cũng thương và giúp cho mình được cái số tiền là 10.928.000 là gần 11 triệu đó chị. Dạ. Dạ cũng rất là mừng. Dạ. Có thêm được số tiền để mấy mẹ con trang trải sau dịch. Dạ. Thì mấy bữa nay bán được không chị, bán cái số được không? Mấy bữa nay em nghỉ rồi, mới té nó đau hai cái chân á, em không đi được. Sao té vậy? Đi chạy thật về nó mệt quá ra xỉu á. Dạ. Còn đường á nên là té là mấy anh đi thường đường đưa vào bệnh viện nằm cấp cứu 2 ngày. Vậy đó hả? Nó vào đây mới đỡ đấy. Hai cái mông này nó đau lắm, đi không được. Đi xe máy hay đi bộ mà té vậy? Em đi xe máy mà cái xe nó đạp không nổ á, nên là dắt toàn nó mệt, vừa chạy vừa ra là mệt á. Dạ. Dạ thì thôi. Dạ. Đây em đọc cái danh sách của mấy cái nhà hảo tâm người ta tặng tiền cho gia đình rồi và em đưa tiền cho chị nha. À. Đây cụ thể là có bé EV Trần ở bên Úc á, gửi cho 1.698.000 đồng. Anh Út Đâu ở Bình Chánh gửi tặng cho 2 triệu đồng. Một cái chú ở bên Úc và giấu tên chú cho 7.030.000. Và cái bạn Thảo Ngân ở ngoài Bắc Ninh á, tặng 200.000. Tổng cộng cái số tiền là được 10.928.000 đồng. Dạ đó. Em không biết nào chị. Cảm ơn các cô các chú mạnh thường quân giúp đỡ mẹ con em. Số tiền lớn. Dạ, đây là lần thứ hai là mọi người ủng hộ đó chị ha. Dạ, nói gì cảm ơn các cô các chú. Dạ. Giúp đỡ cho ba mẹ con. Rồi, đây chị, em đưa chị số tiền. Dạ. Chị coi đủ không rồi xác nhận đủ số tiền cho mấy em đó. Có chắc đủ. À, thì cứ coi đi rồi coi có đủ không. 10.928.000 ha. Dạ rồi, vậy là được rồi. À, là đủ nha chị ha. Dạ. Rồi chị cũng gửi lời cảm ơn mấy cái nhà hảo tâm người ta giúp đỡ mình từ trước đến nay nữa, chứ không phải là ngay hôm nay không. Trước đó nữa cũng được rất là nhiều nhà hảo tâm người ta quan tâm mấy mẹ con hả chị. Em cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho mẹ con em 2 lần, lần 1 với lần 2. Rất số tiền rất chi là nhiều, từ nhỏ đến lớn em chưa cầm được số tiền lớn này bao giờ. Dạ. Thật sự mà nói là em không biết nói gì nữa.
con rất là xúc động quá. Dạ. Chị đi bán với số ngày kiếm 100,000+ để lo cho hai đứa con thôi. À, chồng thì mất vì tai nạn. Không biết nói gì. Cảm ơn các cô, các chú. Và đặc biệt là cái chú mà tháng nào cũng có ủng hộ tiền cho chị này đó. Chú, chị nói chú tên gì, chú Khanh hả? Chú Khanh. Dạ, rồi chị cũng cảm ơn cái chú đó. Dạ. Hàng tháng chú ủng hộ cho mấy mẹ con để có tiền. Cảm ơn chú. Rồi, vậy được chị. Thôi đừng có xúc động nữa. Rồi để dành mà chi tiêu nha chị. Có trang trại rồi trả thêm em trả bớt tiền cho mấy cô điều dưỡng á. Dạ, trả bớt. Ứng ra này đóng cho em. Chắc cũng nhiều quá chị ha. Em không biết bao nhiêu. 3 tháng là nhiều á. Dạ, tháng này là 4 tháng. 1 tháng là thường thường là chị trả hết triệu mấy đúng không? Đâu 2,8 triệu. Ừ, vậy là gần 3 triệu rồi. Dạ. Rồi 4 tháng là 12 triệu, không biết có đủ không nữa đó chứ. Thì có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Dạ. Đến này giờ được cái là mừng là cái chỗ mà giờ đi test Covid không mất tiền nữa. À vậy hả? Dạ. Dạ. Cái tuần nay rồi là đi chạy là test nó không có mất tiền nữa. À, dạ, vậy là đỡ. Trước được. Đó mỗi lần test là tốn hết 200 ngàn hả? 238 ngàn. Dạ. Xong bắt đầu xuống 125. Xuống 88 ngàn được gần tháng thì giờ giảm rồi, không có mất nữa. Rồi vậy đỡ, chứ còn mà đảng có tiền chạy thần nữa mà còn phải tốn tiền test Covid nữa. Dạ. Rồi quá khổ. Dạ. Dạ, vậy thôi được rồi chị, em ghé thăm mấy mẹ con vậy thôi, em xin phép nha. Dạ, em cảm ơn, trước tiên là cảm ơn anh Thảo đã kết nối cho các mạnh thường quân giúp đỡ em và ba mẹ con trong lúc khó khăn hai đợt. Cảm ơn các cô, các chú trong và ngoài nước. Rồi, được rồi chị. Dạ. Cảm ơn. Bé Thảo hơi mệt hả? Dạ. Mới chết luôn hả? Dạ, chết mấy tuần. À. 2 tuần, chết 2 tuần.